Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tin tức hôm nay. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị, mang đến những thông tin nóng hổi, chính xác và kịp thời mỗi ngày. Thay mặt đội ngũ biên tập, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, luôn bình an và thành công trên mọi hành trình của cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, nếu quý vị cảm thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ để thông tin có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Và gây sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin chính nổi bật trong bản tin hôm nay. Cách Tổng thống Trump có thể ngăn chặn đảng dân chủ gian lận và đến cấp cuộc bầu cử, hành động ngay để cứu nước Mỹ. Thông đốc Newsom đe dọa Elon vì chia sẻ meme mê mê AI về Kamala Harris, cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận. tiết lộ chấn động phó thống đốc Bắc Carolina Matt đối mặt với âm mưu chính trị, đội ngũ chiến dịch của Trump lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Trump đang đứng trước một cơ hội vàng để đảm bảo chiến thắng lịch sử của mình. Nhưng để điều đó xảy ra, ông phải hành động ngay bây giờ. Đã đến lúc tổng thống phải đưa ra thông báo mạnh mẽ, gây chấn động và thu hút sự chú ý trên toàn quốc ngày hôm nay. Hiện tại, tổng thống Trump đang dẫn đầu vượt trội trong các cuộc thăm dò uy tín trên toàn quốc đặc biệt là tại các bang chiến trường. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những bánh khóe gian lận của đảng Dân Chủ trở thành sự thật? Đảng Dân Chủ đang sử dụng hàng ngàn cách gian lận để lật đổ cuộc bầu cử và họ sẵn sàng làm mọi thứ để giữ quyền lực. Tổng thống Trump đang chiến thắng, nhưng liệu chiến thắng này có thể giữ vững trước hàng loạt hành vi gian lận công khai và trắng trợn của đảng Dân Chủ? Đã đến lúc tranh luận về vấn đề này, chúng ta đang chứng kiến sự gian lận ở mức độ chưa từng có và đảng Dân Chủ chẳng hề quan tâm đến việc ai đang theo dõi. Họ không ngừng ngại thao túng cuộc bầu cử khi chỉ còn cách chiến thắng một bước nhỏ. Liệu Tổng thống Trump có thể vượt qua hàng triệu phiếu bầu từ những người nhập cư bất hợp pháp và phiếu bầu giả mạo? Liệu ông có thể vượt qua sự can thiệp từ các công đoàn và những thủ đoạn bẩn thiểu của các thế lực đứng sau đảng Dân Chủ? Câu trả lời là có, nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ. Tôi có giải pháp. Tổng thống Trump phải sử dụng nguồn lực của mình để ngăn chặn hành vi trộm cắp và gian lận này. Ông có thể sử dụng quỹ cá nhân của mình để thành lập một quỹ thưởng lớn, lên đến hàng trăm triệu đô la, nhằm khuyến khích những người trong đảng Dân Chủ đứng ra tố cáo hành vi gian lận. Chúng ta cần những người tham gia vào âm mưu này, tiết lộ sự thật kinh hoàng và công khai nó trước toàn quốc. Hãy nghĩ đến sự thay đổi mà điều này có thể mang lại. Với khoản tiền thưởng khổng lồ, những cái gian lận sẽ không thể im lặng lũ chuột sẽ bỏ rơi con tàu đảng Dân Chủ đang chìm và tiết lộ mọi thủ đoạn đen tối mà họ đã sử dụng để đánh cắp cuộc bầu cử. Tổng thống Trump hãy công bố ngày hôm nay hãy treo phần thưởng hàng trăm triệu đô la để tạo động lực cho những người biết rõ nội tình gian lận. Họ sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này và sẽ sẵn sàng đứng ra tố cáo trước công chúng. Người Mỹ sẽ phẫn nộ khi biết được cách đảng Dân Chủ gian lận và sẽ quay lưng với họ, chuyển sự ủng hộ sang cho Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ thấy hàng triệu cử tri độc lập và thậm chí cả những đảng viên dân chủ trung thực quay sang ủng hộ ông sau khi chứng kiến sự thật. Tiền bạc có sức thuyết phục và sự thật sẽ giúp cứu nước Mỹ. Bằng cách hành động ngay bây giờ, chúng ta có thể ngăn chặn âm mưu gian lận này và bảo vệ tương lai của đất nước, của nền dân chủ và của các thế hệ tương lai. Hãy công bố quỹ thưởng ngay bây giờ và ngồi xuống xem cách đảng dân chủ sụp đổ trước ánh sáng sự thật. Thống đốc Newsom đe dọa Elon vì chia sẻ meme AI về Kamala Harris cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận. Thưa quý vị thân mến, thống đốc California Kevin Newsom đã gây chấn động khi đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Elamut chỉ vì ông đã chia sẻ một meme mê, mê hài hước liên quan đến phó tổng thống Kamala Harris trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Tuần này, Newsom đã ký ban hành một luật mới với nội dung gây tranh cãi, coi việc phân phối quảng cáo hoặc các thông tin bầu cử có tính chất lừa dối, bao gồm cả defense, là bất hợp pháp. Nhưng câu hỏi đặt ra là, Ai sẽ là người quyết định nội dung nào là lừa dối? Liệu đó có phải là Kevin Newsom, người luôn có xu hướng áp đặt quan điểm của mình lên các vấn đề chính trị? Không quá khó để nhận ra rằng luật mới này dường như nhắm vào những người như Elamus, người nổi tiếng ủng hộ quyền tự do ngôn luận và luôn thẳng thắn trước những vấn đề chính trị. Musk, với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới, đã thách thức Kevin Newsom bằng cách khuyến khích người dùng ít tiếp tục chia sẻ meme mê mê về Kamala Harris. Musk không ngần ngại phản ứng lại động thái này, đã chế giễu thống đốc Newsom khi ông nói. Thống đốc California vừa ban hành lệnh cấm video nhà lại này vì vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Sau đó, với phong cách châm biếm quen thuộc, mới tiếp tục, sẽ thật đáng tiếc nếu nó lan truyền rộng rãi. Phản ứng của Mất nhấn mạnh một vấn đề lớn hơn, quyền tự do ngôn luận của người dân đang bị đe dọa bởi những luật lệ mang tính chủ quan và chính trị hóa. Thống đốc Newsom, khi bị hỏi về khả năng thực hiện hành động pháp lý đối với Elon đã không ngừng ngại đe dọa rằng luật khẳng định rằng nhiều người có thể tìm kiếm biện pháp khắc phục bằng lệnh cấm. Trong khi Elon đang đứng lên bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình và người dùng ít, hành động của Newsom lại gợi lên một lo ngại về sự kiểm soát quá mức của chính quyền đối với cách mọi người thể hiện quan điểm của mình. Musk, vốn là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do biểu đạt, đã trở thành mục tiêu của những quy định có thể hạn chế sự tự do này. Tiết lộ chấn động có ít nhất 5 nhóm ám sát đang nhắm vào Tổng thống Trump, nguy hiểm cận kề từ các thế lực nước ngoài. Dân biểu Marquez đã gây sốc khi công bố một thông tin chấn động. Tổng thống Donald Trump đang là mục tiêu của 5 nhóm ám sát được biết đến ở Hoa Kỳ, và trong số đó có 3 nhóm có liên hệ với các thế lực nước ngoài, đến từ Iran, Ukraine và Pakistan. Tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết, và thậm chí có khả năng cao là Tổng thống Trump và đội ngũ của ông vẫn chưa thực sự nhận thức hết mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa này. Vào chủ nhật vừa qua, một vụ ám sát kinh hoàng đã diễn ra tại câu lạc bộ góp của Tổng thống Trump ở West Palm Beach. Sự việc xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ ám sát hụt tại Pennsylvania, khi cựu tổng thống suýt bị giết bởi một nhà tài trợ của đảng Dân Chủ. Ryan Wetlidrus, một người ghét Trump đến tận cùng, đã cố gắng ám sát tổng thống bằng cách đẩy nòng súng qua hàng rào sân góp. Rất may, các mật vụ đã kịp thời ngăn chặn hành vi tàn độc này tuy nhiên đây không phải là trường hợp duy nhất trong một tiết lộ chấn động trên chương trình private new daily dân biểu gates đã khẳng định rằng ông đã nhận được thông tin từ một quan chức cấp cao của bộ an ninh nội địa rằng năm nhóm ám sát khác nhau đang hoạt động ở hoa kỳ với mục tiêu giết hại tổng thống trump ba trong số đó được xác định là từ iran ukraine và pakistan những quốc gia có lịch sử đối địch với hoa kỳ tôi không nghĩ chúng ta có đủ lực lượng bảo vệ cần thiết để bảo vệ tổng thống trump kế tuyên bố với mối đe dọa từ các thế lực nước ngoài này, chúng ta cần có những biện pháp an ninh mạnh mẽ hơn. Đáng lo ngại hơn nữa, Gates cảnh báo rằng những nhóm này có thể đã bị chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ đợi cơ hội thực hiện kế hoạch ám sát. Và điều đáng báo động là chúng đang hoạt động một cách công khai mà không bị phát hiện kịp thời. Ông cũng bày tỏ sự quan ngại về việc các lực lượng bảo vệ của Tổng thống Trump đã bị rút đi để phục vụ cho Joe Biden và John Bolton khiến cho sự an toàn của Tổng thống Trump bị đe dọa nghiêm trọng. Cuộc điều tra của Quốc hội hiện đang được tiến hành để xác minh liệu cơ quan mật vụ có đủ nguồn lực để bảo vệ cựu Tổng thống hay không, trong khi các nhóm ám sát này vẫn đang lẫn trốn và tiếp tục lên kế hoạch cho những đòn tấn công nguy hiểm hơn nữa. Với năm nhóm ám sát đang lầm le, sự an toàn của Tổng thống Trump đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của cả đất nước. Liệu các lực lượng an ninh có kịp thời ngăn chặn những âm mưu tàn bạo này trước khi quá muộn? tiết lộ chấn động. Phó thống đốc Bắc Carolina Matt Robinson đối mặt với âm mưu chính trị, đội ngũ chiến dịch của tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ. Thưa quý vị, Phó thống đốc Bắc Carolina Matt Robinson, một người ủng hộ nhiệt tình của tổng thống Trump, đang trở thành mục tiêu tấn công của các thế lực truyền thông chính thống như CNN. Trong một nỗ lực nhằm bôi nhọ Robinson, CNN chuẩn bị công bố một bài viết đầy ác ý, cáo buộc ông về những tuyên bố trực tuyến từ năm 2009 nhưng đội ngũ chiến dịch của tổng thống trump và các đồng minh của robinson đang cùng nhau bảo vệ ông không để ông gục ngã trước những chiêu trò chính trị bẩn thiểu này theo thông tin từ carolina zunu các thành viên chiến dịch tranh cử của tổng thống trump đã liên tục khuyên robinson đứng vững và không từ bỏ cuộc đua giành ghế thống đốc bất chấp áp lực từ truyền thông thiên tả cnn được cho là đang chuẩn bị phát hành một bài viết nhằm bôi nhọ robinson với các cáo buộc vô căn cứ nhưng đội ngũ của ông đã nhanh chóng lên tiếng Jason William, đối tác tại Endgame Consulting, công ty quản lý chiến dịch của Robinson khẳng định rằng Robinson sẽ trực tiếp lên sóng CNN và tự bảo vệ mình trước những lời cáo buộc vô lý này. Đây không chỉ là một nỗ lực nhằm bôi nhọ cá nhân Robinson, mà còn là một âm mưu lớn nhằm hạ bệ những ứng cử viên có mối quan hệ mạnh mẽ với Tổng thống Trump. CNN đang cố gắng dựng lên một câu chuyện xoay quanh những lời buộc tội phân biệt chủng tộc và bài do thái. Nhưng theo Michael Lonegan, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử thống đốc của Robinson. Tất cả những điều này đều hoàn toàn hư cấu. Đây rõ ràng là một hành động chính trị bẩn thiểu nhằm triệt hạ những ứng cử viên có lập trường mạnh mẽ chống lại những thế lực ngầm trong chính trường Mỹ. Cuộc tấn công này không chỉ nhắm vào cá nhân Matt Robinson, mà còn là một phần của nỗ lực kìm hãm sự ủng hộ mạnh mẽ mà Tổng thống Trump đang có được. Những cá buộc từ CNN cho thấy họ đang tuyệt vọng đến mức nào trong việc tìm cách triệt tiêu những tiếng nói ủng hộ quyền tự do và sự vĩ đại của nước Mỹ. Robinson và đội ngũ của ông, với sự hỗ trợ từ chiến dịch của Tổng thống Trump, sẽ không cúi đầu trước những cáo buộc vô căn cứ. Họ sẽ đối đầu với mọi thách thức và sẽ không để bất cứ thế lực nào dập tắt tiếng nói của sự thật. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về cuộc đua vào ghế thống đốc Bắc Carolina và Robinson với sự kiên định và lòng trung thành với Tổng thống Trump đang chuẩn bị để chiến đấu đến cùng chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị nếu quý vị thấy nội dung hữu ích xin hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại